Thưa quý vị, chiều 8 tháng 3 năm 2024, trao đổi với phóng viên báo Thanh niên, Trung tướng Tô Ân Sô là người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, tức C03 Bộ Công an, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đặng Văn Minh là phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành vi nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Đặng Văn Minh đã được tống đạt thực thi sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, gọi tắt là tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Ông Đặng Văn Minh 58 tuổi tại thị xã Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi. Trước khi giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh từng kinh qua các chức vụ tại địa phương này như Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy. Với cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiền nhiệm ông Minh là ông Trần Ngọc Căng trước đó đã xin nghỉ hưu sớm sau khi bị kỷ luật cảnh cáo vì có những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo về quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư, công tác cán bộ. Trước đó, ngày 26 tháng 2 năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu C03 Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Đồng thời, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can để điều tra cùng về hành vi vi phạm quy định về kế toán, ghi hậu quả nghiêm trọng, gồm bị can Nguyễn Văn Hậu là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phúc Sơn, bị can Nguyễn Thị Hằng là phó giám đốc tập đoàn Phúc Sơn, bị can Đỗ Thị Mai là kế toán trưởng tập đoàn Phúc Sơn, bị can Hoàng Thị Tuyết Hạnh là kế toán viên tập đoàn Phúc Sơn, bị can Trần Hữu Định là giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group và bị can Nguyễn Hồng Sơn là lao động tự do. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004 là doanh nghiệp vừa phải hoạt động trong phạm vi cấp huyện. Từ năm 2015, doanh nghiệp này vươn mình mạnh mẽ khi nhận được nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Hiện tại doanh nghiệp này có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Tham nhũng và buôn lậu Bộ Công an bước đầu xem xét hai dự án ở tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, Tập đoàn Phúc Sơn đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 640 tỷ đồng. Hiện tập đoàn này còn nợ thuế hàng chục ngàn tỷ đồng nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện bàn giao nhưng đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục ngàn tỷ đồng. Những thông tin liên quan sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh youtube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like và đón theo dõi.